Hey, em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, đồng chồng bà cô chú ở đồng. Đồng nói đồng gửi xe trong khách sạn xíu nữa đồng quay lại lấy. Đồng tối nay ông bà ngoại thì ngủ trong khách sạn, hôm nay ở trong khách sạn Quỳnh Duy, khách sạn 2 sao ở khu vực thị xã Cái Lậy này. Rồi tối nay thì chương trình của chúng ta sẽ đi dạo vòng quanh cái khu vực khách sạn, khu vực gần khách sạn, rồi đi ghé nhà xe lấy trái cây, rồi dẫn anh chị đi dạo quanh cái thị xã để mình thấy được cái không khí thị xã Cái Lậy về đêm nó như thế nào ha, có giống ở Sài Gòn không? Nhưng mà tất nhiên là sẽ không giống rồi, bởi vì ở đây mình thấy đèn đường thì không có sáng như là ở Sài Gòn, thì hàng quán thì cũng không có mở nhiều, mở đóng cửa sớm. Bây giờ là gần 8 giờ tối. Chương trình của chúng ta là sẽ ở Cái Lậy hai ngày chủ nhật và thứ hai. Ngày mai thứ hai mình sẽ về lại Sài Gòn. Thẳng con đường này là con đường tỉnh lộ, đi thẳng hướng này là mình đi qua khu vực ngã tư Cái Lậy. Còn hướng sau lưng thì mình sẽ đi qua Bến Tre. Nhà thì cách ở đây khoảng 2 km, cũng trên trục đường này luôn. Có nhiều cô chú anh chị hỏi thăm ở khách sạn ở Cái Lậy có những khách sạn nào, nên thành ra đi sẵn đây ông bà ngoại ở đây rồi, sẵn đây quay ở khách sạn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn. Nếu lâu rồi chúng ta không có về Cái Lậy thì mình cũng thấy được cái không khí ở miền quê vào buổi tối như thế nào ha. Ở đây vui không Đồng? Ở đây vui không? Nôn nao lắm Đồng, nôn nao đòi về quê, khoái về thăm bà nội khoái. Nhưng mà không khí ở đây thì khác ở Sài Gòn. Ở đây là ngã tư Cây Lậy, ở đây bán rất là nhiều nón bảo hiểm. Ở Sài Gòn thì bán ở đường Nguyễn Trãi hoặc là chợ lớn, ở đây thì bán ngay ngã tư này nhiều lắm. Ngã tư Cái Lậy ngày xưa có tiệm Dạng Xanh Hòa, Dạng Xanh Hòa bên trái nè, có bán hủ tiếu chai, nhưng mà ngày nay thì không thấy hủ tiếu chai nữa. Rồi có hiệu Ngã Xanh đó, mình đang đi vô ngã tư Cái Lậy. Buổi tối ở đây bán bánh canh thịt vịt với lại cháo vịt rất là nhiều ở ngay ngã tư này, bán xuyên màn đêm. Xíu nữa mình sẽ vòng qua lại coi cái ngã tư kỹ hơn ha, tại vì nãy xe nó quá, xe nhiều quá nên không có dừng lại được. Đó, hệ thống bách hoa xanh có ở khắp nơi. Ở dưới quê mặc dù rau cải tự nhiên thiên nhiên, rau trồng đầy đủ hết trơn á, nhưng mà nổi tiếng á. Lại nổi tiếng nữa. Có trà sữa phô mai tươi nữa hả? Ở đây trồng nhiều rau cải nhưng mà vẫn có bách hoa xanh, tại vì ở đây có chợ thì cũng nhiều người mua, nên bách hoa xanh mở ra để thu hút. Thì cái đường đông đi luôn nó que trời. Tại nhà xe nằm ở đây, ở đường ông Hiệu, ngày xưa cái này là rạch ông Hiệu á. Hồi xưa ở đây là con rạch giống như là kênh tàu hủ ở Sài Gòn vậy đó. Ủa, số 12, sượt 12 ở đâu ta? Nói chung em cũng không có rành địa chỉ đây,
Bây giờ đường xá thay đổi, hồi đó đi học thì khác, bây giờ khác. Chung chạy thì cũng biết đường chạy thôi, chứ đó giờ cũng không để ý tên đường. Trừ khi đô thị phát triển thành thị xã thì ở đây mới lên được nhiều đường hơn. Ở đây buổi tối vắng què ha. Ồ, vậy bên kia có đường nữa hả? Không có đường, không hiểu nữa ta. Mình sẽ chạy lòng vòng ở đây. Ở đây bây giờ có tên đường 3 tháng 2. Hồi xưa đi thôi chứ đâu có để ý tên đường gì đâu. Không phải, ở đây ngày xưa không có tên đường. Có một vài đường chính à. Rồi giờ mở ra nhiều đường mới. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ đường ngày nay có tên là đường Thanh Tâm với lại tỉnh lộ 68. Chúng ta quẹo trái này nha. Ủa, đường Bến Cát. Quẹo coi cái nhà xe Hải Duyên. Có bến ở Nguyễn Duy Dương. Về ở đây cái lại này với lại nhà ở cái bè à. Còn Bù Hồng á. Đâu có xa đâu. Nó là đồng. Không có lai nha. Thôi mình ăn cái gì? Đồng ăn cái gì? Tối nay mình ngủ ở nhà nội. Để có ông bà ngoại ngủ ở khách sạn thôi. Mấy nước gì? Mấy nước A Phò hả? Bây giờ muốn ăn cái gì không? Bún riêu, cá viên chiên. Khoan đã, cái nhà xe nào ở đâu cái đã. Ở đâu ta? Để hồi lại mua cá viên chiên đi rồi hỏi luôn. Mua không? Mì xôi, hamburger. Chị bán em phần cá viên chiên đi chị. Bán nhiêu tiền? 20 tùy anh à. 20. Ủa, chị biết hai xe Hải Duyên nằm ở đoạn nào hả chị? Anh xe Hải Duyên nằm chỗ nào anh? Xe Hải Duyên hình như là ngay bên chỗ đen. Ngay đen mình quẹo qua ngay chỗ đâu đó. Bên gần đây không mà không nhớ. Qua đèn xanh đèn đỏ này. Qua bên kia luôn hả? Đúng rồi, qua đèn xanh đèn đỏ là tới cái ngã ba. Đậu trái. Tay phải hả? Tay phải. À. Qua đèn xanh đèn đỏ chạy xuống. Rồi, hiểu rồi. Nằm bên đường ông Hiệu ha. Đúng rồi, đúng hiểu, rồi. Hiểu rồi. Tự nhiên bất tử luôn nhớ. Tại con em lát quay lại em. Đi. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị. Giờ mình đi. Để hồi nữa nhà xe đóng cửa. Ở cái lại nói chung có mấy đường à. Nhiều khi ở đây người ta ở đây đang không nhớ tên đường gì nữa. Đồng bị Mila nữa rồi ông bà cô chú ơi. Đi đâu đó hả?
giờ nhà mới xây lên quá trời. Nói chung bây giờ mình chạy xe buổi tối thì cũng không thấy rõ cho lắm. Hồi nãy là đúng nằm trên đường ông Hiểu rồi đó. Rồi mình quẹo trái thôi. Đúng là nãy là chạy thẳng. Bây giờ mình chạy thẳng đây. Ôi, chợ đêm cây lậy nữa kìa. Chợ đêm nhưng mà sao thấy đèn tối thui ta. Rồi chúng ta quẹo bên kia chợ đêm cây lậy thử hả. Ồ, nó bắt quá xanh đây nữa nè. Ở đây bắt quá xanh nữa nè. Nhiều ghê á. Hồi đó hồi nhỏ rộng quá đi vô đây chơi nhà banh rồi chơi thú nhúng một lần cách đây 2 năm mà. Sẽ quẹo phải vô cái hẻm xóm hẻm này. Ở đây cũng là đường ông Hiệu luôn nè. Tại con rạch nó ngoằn ngoèo chứ không phải là thẳng à, nên con rạch đi tới đâu thì đường ông Hiệu tới đó. Hồi xưa là rạch ông Hiệu mà. Tên tí. Đây có xì tin. Hủ tiếu chai. Đó, nhà xe Hải Viên đây. Rồi, xíu nữa mình vô vô chợ đêm nha. Lấy đồ rồi gặp lại sau. Đó, và tiếp tục chúng ta sẽ đi dạo một vòng chợ đêm. Rồi coi mua đồ ăn cho bà ngoại ăn. Buổi tối nó có đói bụng thì ăn thêm thôi. Tại lúc nãy ăn cũng hơi sớm. Xem chợ đêm ở đây có giống chợ đêm ở các khu vực khác không nha. À, đây mình đang đi vô chợ đêm. Thì chợ đêm thì bán quần áo nè. Rồi bánh nướng Thái Lan. Nè, khu chợ cái lẫy nè, chợ cái lẫy khu chợ đêm nè. Cháo lòng hủ tiếu bánh canh. À, lòng vòng chợ đêm thì có đa số là ăn uống rồi quán cà phê. Không có giống chợ ở khu du lịch à, tại vì ở đây là không phải là khu du lịch nên thành ra chợ đêm là nơi tập hợp để ăn vặt rồi quán cà phê thôi. À, nhà bác gần đây mà. Nhà bác đang quên tên. Nhà đối diện với trường Rốc Bình Kiều á. Đối diện với trường xưa đó. Cô Thi. $20,000 nè, 10,000 nè, đi đường quyền không? Vậy hả? Đi bà làm gì? Ồ, chợ đêm người ta đóng cửa trần. Nói chung chợ đêm thì chỉ có một đoạn bên mặt bên kia thôi. Bán đồ ăn với lại quần áo thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Mà một số hình ảnh ở vùng quê chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn.
để biết cái chợ Cai Lậy, chợ mới này như thế nào ha. Thì sáng mai dẫn mẹ với má đi đi chợ hôm nay rồi chia sẻ với anh chị, mua vài thứ rồi có gì hay hay mình quay tiếp. Thì chợ ở thị xã thì chỉ có như vậy thôi, cũng tại vì đây không phải là khu du lịch nên thành ra không có du khách. Thì khu đây là khu chợ mới, khu chợ cũ là nằm ở ở cặp gần với cầu cầu Cai Lậy á. Mình đi qua bên đây rồi mình đi về luôn. Rồi, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo ở Cai Lậy nha, một vài ảnh ở vùng quê chia sẻ bà con bác xem chơi cho vui. Thôi, nói chung là buổi tối thì mình thấy không rõ cho lắm. Rồi, giờ mình về nè. Rồi, bye bye bà cô chú đồng ơi. Ngủ rồi hả? À, đi vòng mát quá đồng ngủ luôn rồi bà cô chú ơi. Đồng ngủ à. Rồi bye bye anh chị và các bạn, hẹn gặp lại. Ủa đồng thức rồi kìa. Mai dậy sớm. Mai dậy sớm con với mày đi chợ. Giờ mình ghé lấy cá viên chiên với lại mua hủ tiếu cho ngoại nè. Đi ăn cái gì giờ? Hủ tiếu chay hả? Nói bà ngoại kìa.